Tết đến xuân về là dịp nhà nhà đoàn viên. Tuy nhiên tại thành phố Hồ Chí Minh, đâu đó trong nhiều căn nhà nhỏ còn vắng lặng hơi ấm gia đình. Đó là nơi cư ngụ của hàng ngàn trẻ mồ côi sau đại dịch Covid-19. Chăm lo Tết cho người khó khăn, gia đình chính sách nói chung, trong đó có trẻ mồ côi do đại dịch gây ra, là trách nhiệm của toàn xã hội. Đây cũng là nhiệm vụ chính trị mà cấp ủy đảng, chính quyền từng địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh rất quan tâm, với mục tiêu không để ai không có Tết. Năm 2021, khi đại dịch Covid-19 tràn qua, chị Kim Thị Sa Ren ở phường 1, quận 8 đã vĩnh viễn mất đi người chồng, lao động chính trong nhà. Nỗi đau mất mát quá lớn, tưởng chừng khiến chị gục ngã. Nhưng nhìn đàn con đang ở tuổi học ăn, học nói, chị phải nỗ lực làm lụng nuôi con. May mắn đồng hành cùng chị là sự quan tâm hỗ trợ, chia sẻ khó khăn kịp thời từ chính quyền địa phương và các mạnh thường quân để chăm lo cho các trẻ được tốt nhất. Em cũng cảm ơn cô chú, cảm ơn mạnh thường quân giúp đỡ mẹ con em vượt qua khỏi khó khăn. Dạ, cũng ta cho quà, cho đồ đó để cho tụi bé được ăn Tết vui vẻ một năm. Cái số nhà 647-30 này là cái trường hợp đặc biệt. Cha mất vì Covid thì để lại cho 4 đứa trẻ. Thì tất cả là đây là ưu tiên về cho cái gia đình nhiều hơn. Tại vì có một người mẹ mà nuôi tới 4 đứa con lận. Vừa qua thì đại dịch của năm 2021 á, thì trong khu phố này á, có tất cả là 19 em là bị nhiễm về Covid. Thì các đoàn thể được sự chỉ đạo của cấp ủy và của phường cũng đã chăm lo cho rất các em là rất nhiều. Những cái dịp Tết hay hoặc là những dịp Vu Lan hay hoặc tất cả các cái gì đều phải có. Ngoài vấn đề là cấp ủy và mặt trận khu phố quý ban thì các đoàn thể chẳng hạn như chữ thập đỏ, đoàn thanh niên, phụ nữ cũng là quan tâm đến cái chuyện chăm lo cho các hộ gia đình có Covid. Quận 8 là một trong những địa phương có số lượng trẻ mồ côi do đại dịch đông nhất thành phố. Những ngày giáp Tết Nguyên Đán, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp liên tục sắp xếp các đợt đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các em mồ côi. Ở quận 8 hiện nay thì có hơn 230 trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trong đó có những em thì mất cha hoặc mất mẹ và cũng có một số em là mất cả cha lẫn mẹ. Thì đây là một trong những cái đối tượng được quận đưa vào thực hiện cái dự án thuộc gọi là đề án 01 của quận ủy quận 8. Thì trong từ dịch đến nay thì các em đều được quan tâm hỗ trợ và nhất là trong các cái dịp lễ Tết thì quận ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc cùng với các đoàn thể cũng vận động các nguồn lực để chăm lo cho các em. Và với cái tiêu chí là không để ai bị bỏ lại phía sau, thì đặc biệt là các trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thì trong dịp Tết này thì 100% các em đều được chăm lo. Và ở ngoài cái việc là vận động chăm lo thường xuyên hàng tháng định kỳ để đảm bảo cho các em được chăm lo đến 18 tuổi, thì trong cái những dịp lễ Tết này thì đặc biệt là Hội Chữ Thập Đỏ sẽ đến để thăm, động viên, chia sẻ những cái khó khăn của các em, từ đó nắm được những cái tâm tư để có những cái định hướng để có thể chăm lo cho các em trong cái thời gian tới. Và cũng rất là vui mừng vì trong cái dịp Tết này thì 100% các em đã được vận động các nguồn lực để chăm lo. Hưởng ứng lời kêu gọi của các địa phương, nhiều tổ chức, đơn vị và các cá nhân trong xã hội đã tích cực tham gia hỗ trợ chăm lo trẻ em yếu thế bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Quỹ Thương Trẻ Thơ thuộc Hội Bất Động Sản Du lịch Việt Nam phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ Thập Đỏ các quận 4, quận 7, quận 8, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh và thành phố Thủ Đức đã tổ chức trao quà Tết cho 115 trẻ mồ côi do Covid-19. Mỗi phần quà bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà Tết. Tổng kinh phí cho chương trình là hơn 300 triệu đồng. Từ khi mẹ con mất thì các địa phương thì cũng hàng tháng cũng có hỗ trợ để giúp tiền học, tiền này, tiền kia. Nhưng mà đến đây con rất là vui, con rất là xúc động khi được tài trợ để lấy số tiền đó gửi về cho ba. Đây là một cái việc làm từ trái tim đến trái tim. Trong cái đợt mà dịch Covid vừa qua thì thông qua trên các trang mạng xã hội như Facebook, báo chí thì có nhiều hoàn cảnh của các em thấy rất là thương Quỹ Thương Trẻ Thơ để giúp đỡ cho các bé mà mồ côi cả cha lẫn mẹ. Thì những cái công việc đó là như là
khi mà ngay trong dịch đó là sẽ đi tiếp thực phẩm, thuốc men cho các gia đình và các bé của các bé, và sau đó thì lại tiếp tục là để hỗ trợ cho các bé để đến trường. Và tôi cũng mong muốn là thông qua những cái sự kiện như thế này là cũng muốn kêu gọi mọi người, chúng ta mỗi người có thêm một tay, một chút sức lực của mình để cùng nhau làm cho các bé được hạnh phúc hơn, được để đền bù lại những gì mà mất mát của mấy bé, thì cũng giúp cho cái xã hội của chúng ta ngày càng phát triển hơn. Trong 2 năm qua, Quỹ Thương Trẻ Thơ đã hỗ trợ được hơn 2.000 trẻ mồ côi do Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh bằng tiền mặt và nhiều hình thức khác để các em được chăm sóc y tế, khám chữa bệnh, có đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ phục vụ học tập. Những ngày cận Tết Nguyên Đán Giáp Thìn, len lỏi giữa dòng người đang hối hả, các anh chị đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên thuộc Đảng ủy khối các cơ quan trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm, trao quà chúc Tết từng em nhỏ rơi vào hoàn cảnh mồ côi do Covid-19 tại quận Bình Tân và huyện Bình Chánh. Đây là 98 em được Đảng ủy khối vận động các đơn vị trực thuộc cùng chung tay nhận đỡ đầu các em đến khi 18 tuổi. Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Tổng ty Phát điện 3, đoàn thanh niên và công đoàn của cơ quan tổng ty cũng như là đơn vị là công ty nhiệt điện Phú Mỹ, công ty EBS đã chung tay hỗ trợ đóng góp một phần kinh phí để đến thăm hỏi từng gia đình của các em trong tổng số 47 em mà Tổng ty Phát điện 3 đã tài trợ trong chương trình Học đường niềm tin. Mỗi một em là mỗi tháng 2 triệu đồng để hỗ trợ cho công việc học tập, đến từng gia đình thăm hỏi để tìm hiểu về cái kết quả học tập, việc sinh hoạt của các em và nhất là cái tinh thần học tập của các em để định hướng cho các em về tương lai. Chương trình đã hỗ trợ em thì em cũng góp phần trong cái học phí tiền học của em một phần nào. Thì cũng nhờ đó em cũng cảm ơn phía chương trình. Hiện tại thì cái tiến độ học tập của em cũng khá tốt, cho nên sau này em muốn sẽ cố gắng hơn trong cái học kỳ sau. Thì với vai trò của đoàn thanh niên khối thì đã chủ động tham mưu với Đảng ủy khối để vận động các đơn vị, ngoài câu chuyện chăm lo cho các em theo hàng định kỳ hàng tháng, hàng quý, thì ngoài ra cũng sẽ có những phần quà động viên thêm cho các em trong quá trình kết thúc học kỳ 1, học kỳ 2, tổng kết năm, và hàng năm thực hiện cái nội dung là sơ kết những năm để tổng kết lại cái học tình hình học tập của các em, qua đó định hướng cũng như đánh giá được tình hình học tập và cũng như thống kê lại được cái tình hình học tập của các em trong năm vừa qua, nhằm đó kịp thời phối hợp cùng với Đảng ủy Sở Giáo dục có thể một phần nào đó hỗ trợ các em trong quá trình học tập. Tuy cái phần quà không lớn nhưng nó sẽ là một cái phần động viên rất lớn cho các em, cũng như là hỗ trợ về tinh thần cho em trong cái quá trình mà học bổng, để các em có thể cố gắng phát huy và cũng như là học tập tốt trong quá trình sắp tới. Thật ra với cái tình hình kinh tế xã hội hiện nay thì công tác vận động cũng rất là khó khăn, và đặc biệt đối với những hoàn cảnh khó khăn thì lại càng khó khăn hơn. Do đó với cái sự đồng hành của các mạnh thường quân, các tổ chức, các cá nhân chắc chắn sẽ mang lại một cái sự cộng hưởng để giúp cho các em có thể vượt qua khó khăn. Bên ngoài cái việc hỗ trợ cho các em thì chúng tôi cũng thường xuyên động viên, trao đổi với các em để các em phải tự vươn lên, vượt qua chính cái hoàn cảnh của mình, chứ không chỉ dựa dẫm vào cái phần hỗ trợ của cộng đồng. Từ đó thôi thúc cho các em có một cái động lực để các em vừa phấn đấu vượt qua cái hoàn cảnh của mình, cũng như là nhận được cái tình cảm của cộng đồng dành cho các em, để các em có thể vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn, để có thể vươn lên thoát nghèo, rồi sau này có thể là trở thành những người có thể cùng chung tay với chúng tôi hỗ trợ cho cộng đồng. Đại dịch Covid-19 đi qua, để lại những nỗi đau, mất mát lớn cho nhiều địa phương tại thành phố Hồ Chí Minh. Song song với những nỗ lực khắc phục thiệt hại do đại dịch gây ra, toàn hệ thống chính trị thành phố còn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác chăm lo cho trẻ em có người thân mất bởi dịch bệnh. Trong những ngày cận kề Tết Nguyên Đán của dân tộc, trách nhiệm chăm lo cho trẻ mồ côi càng được thực hiện kỹ càng hơn, để tất cả được đón Tết một cách trọn vẹn nhất.